Hello. Vô tình đi ngang đây à, có một cái khu này rất là đẹp nè, đó nhìn nè, mát nè, cây nè, cây nè. Khu này là một cái khu vườn nhỏ của cái nhà mà đối diện á, nhà đối diện á, xong người ta làm cái khu này nè. Nó có một con voi. Con voi này là con voi con nha, hoạt đồng á. Đồng nè, không, voi nè. Đó. Đó, phía sau là con lạc đà. Đà này bằng đồng luôn, cao không? Đó. Đó. Quay đi, quay nguyên con đó nè. Đó. Đà này là nó chuyên trị là sa mạc đó nha. Đó coi nè. Nè, nè, cao không? Để là quay 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 nguyên quay cái hình này lên Tú. Tú quay vòng vòng đây là Tú. Quay vòng con lạc đà nè. Thấy chưa? Phía sau này là đây có con tàu này ra đây nè. Quay vòng con lạc đà đi, quay vòng con lạc đà đi. Phía đâu là bờ con sông này, sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn bên kia là quận Bình Thạnh nha. Bên kia là quận Bình Thạnh. Còn bên này là khu khu này là khu Thảo Điền nè. Khu Thảo Điền này nhà sang sang không, đẹp lắm cơ. Cơ nhà này. Nhà đẹp đẹp không? Đúng không? Đó, nguyên con tàu bên kia là quận Bình Thạnh á, quận Bình Thạnh á, cái phía phía mà phía bên bên tay trái của mình là cầu Sài Gòn đó. Tôi công chuyện đi ngang đây cái rồi thấy đẹp quá rồi, thôi bye bye, là một cái clip ngắn ngắn thôi đó. Con lạc đà, con voi, voi con lạc đà này chắc cũng không phải là lớn lắm nha. Rồi này là của tư nhân á. Rồi thôi bye bye. Bấm đâu?